hiểm luôn. Hôm qua chợ Bình Điền á là mọi người cứ nghĩ biết bao nhiêu người F0 mà từ chợ Bình Điền thì lây ra bao nhiêu nơi, mà nói người tới mua này tới mua kia trong khu chợ cá thì cái lượng đó bây giờ nó đi ngoài đường nhiều lắm. Mà hiện tại bây giờ nguy hiểm nhất vẫn là khu phong tỏa. Khu phong tỏa bây giờ là điểm nóng. Sáng giờ A Long kêu gọi mì gói, nước, sữa, bánh và những thực phẩm khác để mà hỗ trợ trong khu cách ly chữa trị. Và mỗi ngày Long mua mấy trăm chai nước để cho những bạn trong tuyến đầu chữa trị Covid, những bác sĩ uống mỗi ngày để cho các gió đề kháng có sức khỏe mà lo cho tất cả những bệnh nhân từ F1 đến F0. Nên là hôm nay đi mỗi xe đều chở theo nước, mì, sữa, bánh, trái cây và những nhu yếu phẩm khác. Khi mà nhóm thấy là những cái bạn ở trong khu cách ly rất cần thì sẽ chở vô. Bình thường thì mình không có đưa vô được nha cả nhà. Thì có xe này vô khu cách ly xong rồi mình chở vô luôn, mình chở đem vô cho mọi người luôn. Một chút nữa nếu mà mọi người theo dõi cái livestream này, Long sẽ cố gắng giữ cho mọi người xem, đem nước mát, đem trái cây, đem nước suối, đem mì gói, đem sữa, nước nha đam, vân vân. Xe này là đi Thủ Đức, đón anh quận 4, quận nhất. Còn ba xe trắng là đón 15K.